26 tháng 11, tại chùa Nghiêm Quang, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì, lễ tạ ơn Tam Bảo và khánh thành Đại Hùng Bảo Điện chùa Nghiêm Quang. Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Thượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Thượng tọa Thích Thanh Hồi, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thạch Thất cùng chư tôn đức trụ trì các chùa tự viện trong và ngoài huyện. Về phía chính quyền có ông Lê Minh Đức, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Thất và quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại cùng về tham dự. Chùa Nghiêm Quang là một ngôi chùa cổ được khởi dựng từ rất sớm. Năm 2008, chùa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây xếp hạng di tích cấp thành phố với diện tích khuôn viên chùa khoảng 1.790 m², với vị trí nằm sát bờ sông Tích. Trải qua thời gian và quá trình biến thiên của lịch sử, nhiều hạng mục của di tích đã xuống cấp. Việc thực hiện đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nghiêm Quang là rất cần thiết và cấp bách nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản của di tích và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Phật tử xã Cần Kiệm. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đạo Phong đã trao quyết định bổ nhiệm cho vị tân trụ trì, Sư Cô Thích Thường An. Sư Cô Thích Thường An đã có lời phát nguyện làm tròn trách nhiệm của người trụ trì, phụng sự đạo pháp và dân tộc, hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quy chế Ban Tăng sự Trung ương và quy định của pháp luật. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất đã đại diện cho lãnh đạo chính quyền phát biểu đánh giá cao những đóng góp của cá nhân Sư Cô Thích Thường An trong việc đẩy mạnh hoạt động Phật giáo trên địa bàn huyện theo đúng tinh thần đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Bà mong rằng Sư Cô trụ trì cùng nhân dân Phật tử và chính quyền xã cùng thực hiện việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích theo đúng quy định của luật di sản văn hóa, hướng dẫn Phật tử tu học đúng chính pháp, làm những việc ích đạo lợi đời, đem lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã nêu cao ý nghĩa của ngôi chùa trong đời sống người dân Việt từ xưa tới nay. Đặc biệt, trong buổi lễ ngày hôm nay còn diễn ra sự kiện đúc đại hồng chung. Theo Hòa thượng, tiếng chuông mang giá trị tâm linh sâu sắc, xua đi mọi nỗi khổ niềm đau, đưa con người trở về với tỉnh thức. Sau cùng, Hòa thượng Sách Tấn Sư Cô Tân trụ trì phải nhớ vai trò của người tu sĩ trong đời sống ngày nay, đó chính là thay thế tôn, truyền bá đạo màu, cần nhớ tới việc trụ đạo đức, trì giáo hóa, luôn lấy đạo đức và giới luật để làm tràng anh lạc, trang nghiêm pháp thân, nối noi thánh tử cửu đàm di, cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà giáo hội đã giao phó. Ngay sau đó, các nghi lễ khánh thành Đại Hùng Bảo Điện đã được tiến hành long trọng, trang nghiêm, đại cát như ý, thành tựu viên mãn dưới sự chứng kiến của các đại biểu cùng tăng ni Phật tử thập phương.